Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Trang. Ở trong video clip trước, mình đã hướng dẫn chia sẻ cho mọi người cách phá sơn gel móng tay đơn giản và thông dụng nhất. Ở trong video clip này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nối móng giả dành cho những ai mà không có móng tay hoặc là những người có nhu cầu muốn nối móng dài. Để nối được một bộ móng giả, chúng ta cần những dụng cụ sau: bộ móng úp HSM, kìm cắt móng giả, bấm móng tay, keo mắc bom, cây rũ móng, phao mịn, kiềm dầu, chổi phủi bụi. Chúng ta nhặt ra chất sạch sẽ rồi dùng bấm móng tay bấm sạch móng tay đi. Nếu mà chúng ta cứ để móng như vậy thì khi nối lên sẽ khó lối và dễ bị lật móng. Khi đã cắt sạch sẽ xong thì chúng ta dùng cây giũa nhắm kín bề mặt móng. Chúng ta phải nhắm kín thì nối móng mới ăn và mới bền được. Nhắm xong hết các ngón thì dùng chổi phủi bụi, phủi sạch bụi ở tay đi. Rồi chúng ta dùng kiềm dầu bôi lên móng. Kiềm dầu có tác dụng khử dầu của móng tay. Các bạn thử nhìn lên móng tay của mình xem. Thấy móng tay có lớp bóng bóng, đó chính là lớp dầu. Nếu chúng ta không dùng kiềm dầu để khử dầu thì móng nối của chúng ta sẽ nhanh bị bung. Đặc biệt là lớp kiềm dầu này chúng ta không cần phải hơ máy. Khi đã bôi xong các ngón, chúng ta lấy móng giả thử úp lên móng. Chúng ta lấy từ size nhỏ nhất thử úp lên móng út. Bao giờ cũng thế, dù ở trong công đoạn nào, sơn hay tạo form, nhật da, chúng ta đều bắt đầu làm từ ngón út đổ về. Chúng ta đặt lên móng thử xem đã vừa móng đó chưa. Nếu mà chưa thì chúng ta lấy size khác thử, nếu không có size nào khác vừa thì chúng ta lấy một size to hơn móng một tí, không nên lấy size bé hơn móng. Chúng ta ướm thử lên móng, nếu mà to hơn tay một tí thì dùng giũa móng mài hai bên cạnh của móng giả đi. Chúng ta đưa một hai đường rồi đặt lên móng ướm thử lại xem đã vừa móng chưa. Chưa được thì mài tiếp, ướm thử lại. Khi nào mà được rồi thì chúng ta mài phát hai cạnh của móng giả chỗ mà chúng ta vừa mài xong. Chúng ta thử đặt móng giả lên móng, đặt thử vài lần cho quen tay trước khi cho keo. Khi mà chúng ta đã quen tay rồi thì bắt đầu cho keo. Cách lấy keo: quét chổi keo vào mặt trong chân móng giả, quét đúng tầm độ dài của bề mặt móng, rồi gạt một lượng keo vừa đủ ra tầm một giọt keo. Cái này còn tùy thuộc vào bề mặt của móng tay của khách to hay bé mà tùy chúng ta cho keo hợp lý. Chúng ta cầm móng giả dốc xuống cho keo chạy xuống phía chân. Chúng ta đặt lên móng tay cách chân khoảng một sợi tóc và chúng ta ấn từ chân về phía đầu. Khi làm thì chúng ta phải dứt khoát, ấn thật nhanh, làm thật nhanh, tại vì khi mà chúng ta cho keo rồi keo sẽ nhanh bị khô ấy, mà chúng ta không làm nhanh thì
keo nó sẽ không lan đều ra được hết bề mặt móng thì sẽ nhanh bị hỏng. Ngón giữa của chúng ta dùng để kê ngón tay, ngón cái và ngón trỏ dùng để gắn móng. Chúng ta úp lên móng và dùng cả ngón tay cái của bàn tay trái. Chúng ta giữ trong vòng 10 đến 15 giây. Khi chúng ta đã gắn xong rồi thì ở phía bên xung quanh ấy, keo bị thừa nó tràn ra bên ngoài thì chúng ta dùng giấy lau gel chúng ta lau đi. Và chúng ta dùng cái đầu mũi nhọn của cây đẩy ra, chúng ta khoét cái phía đầu móng đi, bên trong keo nó tràn lên thế thì chúng ta nên vét cái keo thừa đó đi. Nếu mà chúng ta không vét cái keo thừa đó đi thì sẽ làm cho tay của khách bị cộm, vướng víu và khách cảm thấy khó chịu, thậm chí có người còn thấy đau. Gắn được móng nào là chúng ta phải lấy keo đi ngay. Các bạn thử nhìn móng tay này, nó trong hết như này thì mà đã kín hết keo. Còn cái móng út này các bạn nhìn cái điểm trắng trắng này, cái điểm trắng trắng nên là bị thiếu keo này đó. Và cái phía chân này trong trong nên là đã có keo, và ở giữa này cũng được một ít keo. Phía trên đầu móng này cũng bị thiếu keo, không đủ keo, keo chưa tới. Đối với cái móng cái này thì mình sẽ chỉ qua cho mọi người thôi chứ mình không gắn lên đâu. Các bạn có thấy cái móng cái của cái chân móng của chúng ta là một cái đường thẳng, thì trong cái bộ móng giả này không có cái chân nào nó thẳng như cái móng cái của mình đâu. Nên là khi đó thì chúng ta phải dùng tới kìm cắt móng giả. Chúng ta cắt phía chân đi, chúng ta cắt đi một ít thôi. Các bạn nhìn cách mình cầm kìm cắt móng giả. Đây chúng ta dùng như thế này. Đây chúng ta đưa cái móng vào, đưa cái chân móng giả vào. Chúng ta đưa cái chân móng giả vào, cắt một xíu trên đầu này thôi cho nó vuông, cho nó thẳng, để cho nó thẳng với cái móng tay cái. Sau đó mà chúng ta cắt đi rồi thì chúng ta phải mài cái chân đi cho nó, còn ta phải mài qua thì cái chân đi cho nó thon. Khi mà đặt lên móng nó sẽ thon như cái bề mặt móng. Đây, khi mà đã lối xong hết rồi chúng ta cất bộ móng giả đi và chúng ta bắt đầu dùng cái kìm cắt móng ấy. Chúng ta cắt đi tùy theo mọi người thích, để dài hay để ngắn như thế nào mà chúng ta cắt đi nhé. Chúng ta đưa cây kìm vào để vuông góc và chúng ta cắt đi. Mình cứ cắt thoải mái, nếu mà không được đẹp thì chúng ta tí nữa chúng ta quay ra chúng ta dùng cây mài chúng ta mài lại. Đó, khi mà đã cắt đi xong rồi chúng ta phải mài các cạnh của móng tay đi, hai cạnh của móng tay và chân của móng tay, để cho nó thon với này, cho nó mịn, nó không bị gồ ghề. Rồi bắt đầu chúng ta tạo form móng thì mình sẽ để móng vuông. Khi mà đã làm xong xuôi hết rồi thì chúng ta nhám, chúng ta thực hiện giống như móng tay bình thường nha, chúng ta lại nhám kín bề mặt móng. Móng giả này của chúng ta dày nên là chúng ta cứ nhám thoải mái, không sợ làm mỏng móng của khách. Sau khi đã nhám kín hết rồi thì khi đã nhám kín hết các ngón rồi, chúng ta dùng cái phao mịn, chúng ta phao mịn lại đi cho nó mịn. Chúng ta dùng chổi phủi bụi, phủi sạch bụi đi, chúng ta xoay cái chổi phủi bụi hình tròn. Đây là kết quả khi mà mình đã làm xong cái bộ gắn móng giả này. Móng lên nhìn rất là đẹp đúng không ạ?
là vừa rồi mình đã hướng dẫn chia sẻ cho mọi người cách lối móng giả đơn giản và thông dụng nhất. Ở video clip tiếp theo, mình xin hướng dẫn chia sẻ cho mọi người cách sử dụng cọ lép, cách vẽ hoa bằng cọ lép. Nếu mọi người thấy video của mình hay và hữu ích, hãy cho mình một like nhé. Nếu các bạn nào có thắc mắc hay ý kiến gì, hãy để lại bình luận ở dưới mỗi video, mình sẽ trả lời các bạn. Còn bạn nào có cách làm nào hay hơn, hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.